Các bạn game thủ ơi, nếu mà các bạn chỉ có khả năng kinh tế trong khoảng 7 triệu đồng mà đòi yêu cầu một thùng PC gaming được trang bị màn hình công 27 inch chất lượng cao thì cái bộ này các bạn có thể xem qua và tham khảo để mua hàng tại Mỹ Tho Laptop nha. Chúng ta sẽ có ngay một thùng PC gaming đến từ nhà họ AMD Ryzen, RAM 16GB luôn nha, SSD và card màn hình GT10304GB, chiếc vỏ cây đến từ nhà MIKTM06 được trang bị LED chip ở phía trước. Các bạn thể tùy chỉnh được cái dải đèn LED này. Và cái thùng cây này á, được hỗ trợ thêm 3 cái fan tản nhiệt để trang trí nha. Với cấu hình của thùng PC này á, thì các bạn có thể chiến được mượt mà game đột kích Liên Minh và một số thể loại game khác ở cái mức độ là 7 triệu đồng nha. Và với cái mức giá này á, thì chúng ta lại được một cái món hời hơn là một chiếc màn hình công 27 inch đến từ nhà Acer nha các bạn. Màn hình này là màn hình màu trắng, được trang bị đầy đủ các cổng kết nối hiện tại và được trang bị thêm một cái lo trong màn hình luôn. Mua bộ này thì các bạn sẽ tiết giảm được tiền mua thêm một bộ lo rồi nha. Khi mua chọn bộ PC gaming như thế này thì bên mình hỗ trợ tặng kèm cho các bạn chọn bộ bàn phím và chuột chơi game đầy đủ để chúng ta có thể chiến một số thể loại game nha. Nhân viên bên mình thì đang test thể loại game đột kích trên dòng PC này. Hiện thời Mỹ Tho Laptop đang hỗ trợ các bạn game thủ mua hàng bằng tiền mặt hoặc mua hàng trả góp thông qua HD Station nha. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 20% giá trị đơn hàng là chúng ta có thể đầu tư sắm được một bộ PC gaming hoặc một chiếc laptop đều được. Nhanh tay đến ngay Mỹ Tho Laptop để chúng ta lựa ngay một số bộ PC ưng ý nhất trong mùa hè này nha. Xin cảm ơn.